ซึ่งในรถนี้อันนี้ยิ่งจังแต่ปีหรือเวียดในแกกูแมนนงแมปนงกูแมปเอิร์ธเควกในนงแกมทีแมปได้ยังใบจำดีไซน์ทาบอนรียังมีบอโฮจังยังกูดีไซน์ทาบอนรีทำนาทำนานงโปรแกรมเนี่ยดีไซน์ยังจังยังเธอมีนในกี้เธอมีนสเตลដែលយើងបានស្រង់ដែលតាបង្ហោះមួយមួយហ្នឹងជាមួយនឹងកលនេតាមទិស XT ក៏ដែរជាមួយនឹងតម្លៃ acceleration របស់វាចូលមកថាបង្ហោះនៅនេះឈ្មោះ B64 BH1 ហ្នឹងវាថិននៅសង្កាត់ស្វាយផាអញ្ចឹងកលនេវានេះតាមទិស X ប៉ានេះ Y ប៉ានេះកលនេនេះបានមកពីណាកលនេនេះគឺយើងបានមកពីអឺហើយតម្លៃនេះគឺយើងបានមកពីការរ៉ានតាមញូសេកហើយយើងកែនេះមកហើយដាក់ចូលក្នុង Excel នោះមកតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអត់ save វាជា extension .xls xlsh ទេគឺយើង save វាជា extension csv នេះយើង save វានេះ csv comma delimit បានវាដាក់ចូលក្នុង XML ទៅស្គាល់តែនេះ3 save ហើយម្ដងខ្ញុំបាច់ save ទៀតអញ្ចឹងចូលមកក្នុងកម្មវិធី map របស់យើងអញ្ចឹងយើង add file សិនដំបូងចូល file add data អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើយក map ប្រស័យកែវរបស់ខ្ញុំបានកាត់ចេញពី candidate data ហ្នឹងមកអញ្ចឹងស្រេអូខេនេះគឺជា map ខណ្ឌសៃកៅខ្ញុំបានកាត់ចេញពី anti candidate data មកអញ្ចឹងខ្ញុំ add a file excel ហើយខ្ញុំបាន save វាជា file csv comma delimited មិញហ្នឹងនេះ data cam recycle ក៏ data .csv អញ្ចឹងខ្ញុំ add ចូលអានេះ x យើងយកតាម x ក្រៃយីក្រៃតែ z យើងយកតម្លៃ acceleration មកដាក់អញ្ចឹងយើងអូខេតមកយើងយក CO processing យើងប្រើ toolbox ដើម្បីឲ្យវាបំលែងអា corne ហ្នឹងឲ្យយើងនឹងចូល CO clinical analysis tool តម្រងយក IDW តម្រងយកសេកាកអនឡាញមិញមកឲ្យវាធ្វើ analyze ឲ្យតាមទិសដៅនេះយើងដូរយក acceleration វិញហើយកន្លែងនេះបាច់ពេញទេហើយកន្លែង output raster នេះគឺយើងត្រូវ save វាទៅកន្លែងណា file ដែលយើងបង្កើតឲ្យវា analyze ហ្នឹងអានឹង save បាននៅក្នុង drive C បាទចូល 3D error អញ្ចឹងខ្ញុំ save ចូលក្នុង document ហើយកម្មវិធី GIS ហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថា save ហើយដាក់ clear ក៏ស្គាល់ហើយឈ្មោះវាអញ្ចឹងត្រូវ save វាចូលក្រុមគ្នា save ករសៃកៅ10 10អូខេបងមកនេះចូល environment in your process existence អានេះបើសិនជាដាក់ default ហ្នឹងបានន័យថាបើសិនជាយកនេះ default អញ្ចឹងអាចំណុចមួយមួយនេះវាគិតឲ្យវាគិតវាគិតលក្ខណៈជ្រុងជ្រុងវាអត់បោកវាអាពងវាអត់ឌីសាយកែមដល់កែមកែមនៃបោកនៃ map យើងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំហើយវា same as layer នេះ same as អា layer សេកាម៉ាប់នេះចង់ថាទៅអាតម្លៃតែតម្លៃណាមាន data អញ្ចឹងវាគិតឲ្យយើងថាកន្លែងណាដែលគេជាងគេគឺវាយកដល់មកកែមហ្នឹងវាឌីសាយថាតម្លៃហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងយក raster analysis ហើយយកឡាននេះយករសៃកែម៉ាប់ដែរមកយកអូខេ
Okay. Trong một cái view của ta analyze thế này chỉ tải đi bên lại dân tái bóng với toàn thời tam vậy dân ban cùng nào đây chẳng bây giờ để bóng với dân nhiều ban phải ăn lại hai ban kia này đã mua trên sale mà nó sẽ cao đọc và đọc còn nữa dân do property tổng do symbology tổng mới về classify thầm tam vậy này một lại dân vì miền thầm vùng vậy ra dân do classify tổng máu tải và dẫn đi chạp đi sâu từ tế nó không lý vì ai tải đã tìm tiêm một phần nó không mèo bởi nhóm tiêm phát cái sâu dù mùi chẳng đã sâu nguyện score này nó sâu dù mùi lại không bảo hộ ấy bên sâu sâu dù tí sâu dù bốn sâu dù mùi tế bởi nhóm tiêm phát sâu dù mùi nhưng đã sâu dù mùi tới tế tiêm một phần nó không mèo nó sâu dù hộng bầy tay vai sâu dù mùi tới lâu là tiêm một phần không mèo nữa rồi sâu dù hộng bầy sâu dù mùi sâu dù bầy máu muối máu mua dịch phí mua dịch buôn nhưng chưa có muối muối dịch bẫy phí hề ok máu máu lại ní yên cầm nọt bùa người cần nộp phó nhưng trên lên video mới đâu bật click lên mới hay do mô color con này sẽ do code color code do RGB mới sẽ dùng ban một kẹt này là color code bật khốn ban tải lại với RGB hai chẳng hạn nhưng mơ color code sẵn chẳng có là con pi son trên muối mà son trên bảy là con viết pi ở muối pi sang bốn pi hai phèn ok tao mà pi son trên cùng bảy mất mau muối đấy tại thế sinh muối mà sinh bảy chẳng bia đi sơn vào muối đi sang bốn đi hai phèm ô hiện đồ đã ô chỉ bi sẵn đi sơn vào muối đi sang bốn đi hai phèm ok đó đi sơn lên bảy vào muối đồ đã ô chỉ bi lại viết cứ đi hai bảy pi sầu pi pi sầu mùi ok tao mới lại đi mua mua chiếc pi pi hai phèn rồi hồng phơm rồi học mùi ok đi mua mua chiếc bốn là code viết đi mua chiếc pi đồng ý buồn là code viết cứ đi hai bốn rồi đọc muối chuối nó một rồi kèm ok cháu đi mua buồn mua chiếc muối là code pi hai muối sai gram sai gram ok thì mua trên bảy là con vía đi xem bảy xôn buồn ok mua trên bảy một pì là con vía cứ rồi hai pì muối mùi ok ok quá chẳng ní cứ tại
map này về ban cần đặt tam po để ban đào mình chẳng tại boundary để về lại nam như data mà mắn cứ lại cái đấy rồi đó vì này anh lại tha lại nào po ấy lại po ấy bây giờ trong khi chụp ảnh tiếng ai đọt do chụp ảnh tranh tới bên sau đẹp là này bây giờ trong khi boundary ai đọt boundary tranh mà bây giờ đọt là đi bật bài bây giờ mới nè các bạn. Tôi mới như sale với tục tới em sale tục là lời desktop ha say nó có đọc rồi sale chắc này cứ chỉ file đại dương man sale tụi mình ngày 30 người OK, chẳng nên tập vào nó thế.